Alo, Quân à? Thu đây. Vâng. Đang ở đâu ấy? Em đang ở dưới suối này anh ạ. Đang ở suối á? Vâng. Tìm thấy bé Hiếu chưa? Em chưa ạ. Vẫn chưa à? Thế bây giờ thì em đang lo sợ rằng là mẹ là lấy bé Hiếu đi à? Nhưng mà em có sợ rằng là bé Hiếu có chuyện gì gặp tai nạn ở đâu không? Em có. Có À. Giáng tương phân á? Ừ, năng tương phân đi. Dù tê tao hay phò. Ê, sao bay chứ. Lần sau đừng đừng đi theo bạn nhé. Nhá. Nói dạ đi, nói dạ đi. Đấy. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thực phim này thì cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực có nhận được một cái cuộc gọi của em Quân rất là khẩn cấp, gọi cho cháu Lực nói rằng là bé Hiếu đi đâu, đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy về các bác ạ. Chiều hôm nay thì em ấy đi học ấy, sau khi mà bà đi lên trường đón ấy đã không thấy gặp ở trường. Xong là cứ tưởng là không ai là về rồi, thành ra là không có tìm thêm nữa. Xong mà đến tối muộn thì vẫn chưa thấy về. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bác. Vừa rồi thì cháu Lực đang ở phòng trọ là đang ăn nấu cơm, đang chuẩn bị ăn cơm rồi khi mà nghe được cái cuộc gọi của em Quân ấy nói rằng là bé Hiếu đi đâu vẫn chưa về thì cháu Lực cũng xuống luôn. Đấy, xuống luôn còn chưa kịp ăn cơm gì các bác ạ. Đấy, có lẽ là thước phim này cháu Lực không muốn ghi hình lên cả. Đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi thì cháu Đức đang lên chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình em Quân, cho nên là có những cái sự việc gì cháu Đức sẽ ghi hình luôn cô bác. Thế bây giờ thì không thấy có ai ở nhà cô bác, thấy là tắt điện hết rồi. Bây giờ thì cháu Đức sẽ thử điện cho em Quân xem là đã tìm thấy bé Hiếu chưa. Đây, một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà hẻo lánh, không nghe thấy tiếng chó sủa gì cả. Bây giờ thì cháu Đức sẽ điện cho em Quân xem là em đã tìm đã thấy gì chưa, hay là đang thấy bé Hiếu chưa, hay là đang ở đâu. Alo Quân à, Thu đây. Đang ở đâu ấy? Em đang ở dưới suối này anh ạ. Đang ở suối á? Vâng. Tìm thấy bé Hiếu chưa? Em chưa ạ. Vẫn chưa à? Vâng. Đang ở suối, tận tận chỗ nào ở suối? Từ suối dưới nhà đây anh ạ. Xuống ấy nhá. Vâng. Thế là đi xuống ấy tìm bé Hiếu à? Vâng. Thế ông bà thì cũng đi tìm hết rồi à? Vâng. Anh đang ở nhà đây nhưng mà không thấy ai ở nhà. Thế là ở dưới suối trước kia đúng không? Thế để anh xuống ấy. Đây, vừa rồi thì cháu Lực điện cho em Quân ấy các bác. Quân thì đang bảo đi xuống ấy, dưới suối kia để tìm. Anh ông với bà thì đi cũng không biết là đi góc nào để tìm nữa rồi. Khá là u ám. Quân thì đi xuống suối để tìm, chắc là do rất là sợ rằng là bé Hiếu đi xuống để chơi, thành ra là sẽ như nghĩ là kiểu gặp điều không may ấy các bác. Cái trời thì tối thui rồi, lạnh, rất là lạnh rồi. Đấy, tại vì là ở dưới suối của dưới nhà của Quân ấy có một cái khe suối là ở dưới này luôn. Trẻ con thì cũng hay vào đây mà để mà tìm cua này, xong là đi tìm ốc này. Rất là mà mong sẽ không có chuyện gì xảy ra đến với bé Hiếu cả. Quân ơi, đâu ấy? Cháu được thấy có một cái bóng đèn ở tít dưới dưới kia này cô bác này. Thấy có một cái bóng đèn tít dưới kia. Có một cái bóng đèn ở tít tít ở dưới kia cô bác, không biết là Quân là đang ở đấy là tìm bé Hiếu hay là đi ra đấy để làm gì. Em Quân thì đang ở tít dưới kia này cô bác ơi, cô cứ đi theo cái khe suối này sao á. Quân ơi,
đợi 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 cả, đợi anh nhá. Chưa tìm thấy bé Hiếu à? Chưa. Nhưng mà sao lại đi theo cái khe khe này? Em sợ bé chơi xong là chui theo nước xuống ạ. Chơi nước xuống à? Vâng. Thế còn hôm nay thì vừa rồi em điện cho anh ấy thì bảo là bà đi đón rồi nhưng mà không gặp à? Vâng ạ, lúc đấy bà đi đón xong về đến nhà thì không thấy bé Hiếu ạ. Bà với ông giờ đang đi tìm ạ. Bà với ông là đi tận đâu để tìm? Đi xem từng nhà. Xem từng nhà một? Vâng ạ. Vừa rồi thì cháu không có điện được cho ông bà cô bác. Ông bà thì không có điện thoại. Rất là may là ông nọ còn được bác xin đi lê. Bác ấy mua cho em Quân là một cái điện thoại để mà có điện thoại để mà liên lạc. Ví dụ như hôm nay này. Thế em đã điện cho hàng xóm hết chưa? Vâng ạ. Điện là vẫn chưa thấy à? Vâng ạ, chưa. Thế hôm nay bé Hiếu không cùng các bạn để về à? Không ạ. Thế đến mấy giờ thì mới đi tìm? Lúc đấy em vừa cắt cỏ đến nhà xong rồi đi luôn ạ. Đi luôn à? Vâng. Có bé Hiếu thì hay đi vào đâu chơi nhất để có đi tìm chưa? Rồi ạ. Rồi á? Vâng. Thế ông với bà thì bây giờ đang đi đâu? Đang đi từng nhà tìm ạ. Đang đi từng nhà à? Vâng. Nhưng mà ở khu này đã tìm hết chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thế là chỗ này là em chưa tìm à? Vâng. Em đang chuẩn bị tìm xuống. Thế đi, thế nhanh nhanh, đi xuống xem nào. Thế là mọi lần là bé Hiếu hay ra khe suối để chơi à? Thế bé Hiếu ra khe suối để chơi thì hay ra chơi với ai? Với bạn bè của em. Thế bạn bè của bé Hiếu không? Thế bạn bè của bé Hiếu thì đã về nhà hết chưa? Về hết rồi à? Thế hôm nay đã hỏi là có ai nhìn thấy bé Hiếu chưa? Hỏi á? Nhưng mà trả lời, các bạn trả lời như nào? Bảo là không thấy á. Mà không thấy á? Vâng. Bây giờ chỉ hai anh em thì sợ rằng là bé Hiếu hay ra đi chơi xong rồi chơi chung khủng thôi các bác ạ. Thế tại vì ở đây có một khe suối, trẻ con hay ra đây để mà tìm mà cua. Ở chỗ nào mà có cái vùng nước sâu nhất? Cái dưới này mới có. Cái dưới này mới có á? Vậy mùa này nếu mà để mà trẻ con ra tắm thì chắc chắn là không có ra tắm cô bác ạ. Chỉ sợ rằng là thí dụ như cháu Lực vừa bảo ấy là xuống đây bắt cua ấy, bắt cua bác ấy, bắt ốc ấy, thành ra là sợ rằng là rơi xuống thôi. Đây còn đây có một khe này. Đi đường nào xuống đây? Đây, đi cẩn thận. Không lạnh à? Đã ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm gì luôn. Ở đây thì sợ là trẻ con chơi ở trên này này cô bác này. Chơi ở trên này thì lăn xuống đây thôi. Đây thì không thấy, chưa thấy có gì. Thế mọi lần bé Hiếu có hay ra đây không? Có ạ. Có phải tư của cô nào? Cô trốn mít kìa. Thế mọi lần bé Hiếu có hay ra đây không? Có. Vừa rồi có đi nhờ ai đi tìm nó không? Có. Nhờ ai đấy? Nhờ bác gái trên nhà. Nhờ bác gái trên nhà là đi tìm à? Ừ. Hai anh em là vẫn còn chưa có
ăn gì đấy, ăn gì luôn. Thế ông bà thì đã ăn cơm thì nước thì chưa? Chưa. Thế là vừa rồi chiều ấy thì là em đi tìm hết cái chỗ mà khu này ở rồi à? Đây thì là khá là tối, chỉ sợ rằng là bà Hiếu đi đâu chơi các bác thì nhà tối là cô đã không về nữa luôn. Trẻ con ở trên vùng cao này thì rất là nguy hiểm các bác, chỉ sợ rằng là khi mà các bé đi vào đây không là bị ngã xuống thì là không biết bơi. Ở chỗ nào có cái khe nữa, ở chỗ nào có một cái ao nữa. Cái này nữa. Thế ở dưới này có chỗ nào mà có khe nữa? Chị dưới này. Dưới kia có khe nữa à? Bây giờ là cứ đi men theo khe suối à? Để Hiếu đi hay ra chỗ này chơi nữa à? Đi xuống cái kia thì còn xuống không? Còn. Thế là bé Hiếu còn hay đi ra xuống kia nữa không? Đến đây thôi à? Anh em mình đi xuống cái này xem à, nếu mà không thấy thì anh em mình quay ạ, để có khác để mà tìm tiếp xem là ông bà đã anh đã cho kim được chưa. Đây à, chỗ này cao á, thế đi vào đây xem nào, chắc là không đi xuống dưới đúng không? Cái này thì khá cao rồi, đúng không? Chắc là nguy hiểm đấy. Ở bên kia thì không xuống được đâu không? Thế mọi lần bé Hiếu hay chơi thì chơi bên bên chỗ này không? Quay ngược lại à? Bây giờ thì đi à, mình đi về xem là ông bà xem là đã thấy bé Hiếu chưa? Bây giờ đi đường nào, đi đường này mình đi đường này chứ hả? Đấy có đường à? Ở dưới khu này còn có nhà để ở nữa không? Bên kia có một ngôi nhà. Có một ngôi nhà. Ngôi nhà bên kia thì ông bà vừa rồi em đã đi hỏi chưa? Em chưa. Ông bà về hỏi chưa? Ông bà thì hỏi à? Thế bây giờ thì ông với bà không có điện thoại của bác, thì là không có cách nào để mà hai anh em liên lạc cho ông bà xem là đã
tìm thấy bé Hiếu chưa? Có sợ bé Hiếu mà bắt đi Trung Quốc không? Không có. Bây giờ thì nếu mà không tìm thấy cô bác thì rất là sợ là bé Hiếu sẽ bị người ta bắt cóc đi Trung Quốc. Thế thí dụ như là người mẹ của bé Hiếu ấy thì có về đón không? Chỉ sợ điều đấy không? Em chỉ sợ là mẹ về, mẹ của bé Hiếu về đón không? Sợ là mẹ về đón à? Thế ở đây thì em Quân với lại bé Hiếu này là cùng cha khác mẹ cô bác ạ. Sợ rằng là khi mà mẹ đã bỏ đi rồi, thành ra là thấy bé Hiếu lớn lên rồi thì lại muốn lên đón, thì mà có người ở cùng. Đó. Khu này có nhiều nhà hơn đúng không? Khu này thì em đã đi hỏi hết chưa? Hỏi hết từ nhà một rồi à? Mong là bây giờ hai anh em mình vừa đi vừa hỏi đến nhà thì thấy bé Hiếu ở nhà đi. Đây có một khe nữa à? Bây giờ thì hai anh em là vẫn chưa tìm thấy bé Hiếu đâu cả các bác ạ. Bây giờ thì từ đây đi nhà thì cũng còn khá là xa nữa, một lượt anh em đi chắc cũng độ rơi tầm được hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ thì trời rất là tối rồi, có đói chưa? Cũng hơi thôi ạ. Hơi đói à? Thế bây giờ chưa tìm thấy bé Hiếu này thì có sợ không? Em sợ. Sợ á? Em lo nhất là điều gì? Em chỉ sợ mẹ của bé Hiếu đưa đi thôi ạ. Sợ mẹ của bé Hiếu đưa đi? Vâng. Bây giờ thì em đang lo sợ rằng là mẹ là lấy bé Hiếu đi à? À. Nhưng mà em có sợ rằng là bé Hiếu có chuyện gì gặp tai nạn ở đâu không? Em có. Có à? À. Giờ có... nếu mà không có bé Hiếu thì em chắc là em cũng không, một mình em cũng rất buồn, cũng không có ai tâm sự cùng em. Bây giờ còn có cả thêm ông bà nữa. Có lẽ là Quân đang rất là buồn các bác ạ. Bây giờ ấy thì tại hai em thì bây giờ cũng khá là đói rồi, chắc là có khi là phải cố gắng để đi thêm khu này thêm một vòng nữa. Ở trên này thì còn là có cái khe suối nào trên này không? Không hết rồi anh ạ. Không hết rồi à? Vâng. Chỗ nào mà Hiếu là hay chơi xa nhất? Chỉ có là chỗ lúc đấy, chỗ dưới kia thôi ạ. Là hay đi dọc vào đường đấy nhất à? Vâng. Đấy. Cái chỗ mà bé Hiếu hay đi xuống kia đấy thì là hai anh em cũng đã đi tìm rồi các bác, vẫn không thấy phát hiện là bé Hiếu ở đấy cả. Cháu Lực cũng mong là không có phát hiện bé Hiếu ở đấy, thì mà mong rằng bây giờ hiện tại bé Hiếu đang ở một nhà nào đấy để chơi. Bé Hiếu thì bây giờ còn rất là bé, thành ra cô bác ạ, thành ra là cũng không được hiểu chuyện cho lắm, cho nên là có khi là tối ở nhà nào là tối về ở nhà nào là ở. Nhưng mà do là chắc là nhà đó không có điện thoại nên là không có liên lạc được. Bây giờ thì hai anh em mình lại đi tiếp đi nhỉ. Dạ. Ở trên này thì vẫn có nhà. Vâng. Thế hồi chiều thì em đã đi hỏi từng nhà một ở trên này chưa? Đi rồi. Đi rồi. Em hỏi có dặn với các bác bảo là nếu mà thấy bé Hiếu ở đâu thì gọi điện cho em không?
cẩn thận chói luôn. Xem qua đỉnh đi nhá. Đây khu này thì cũng có khá là nhiều chó ở khu này. Vừa rồi thì em ra hỏi nhà chú này mà. Đi sông rất là sợ các bạn, chó. Ô bảo Vy. Dạ. Dạ. Ôi chả thăm có cục quay luôn. Đúng không? Mày khu này là em xem chưa? Tìm hết chưa? Em tìm hết rồi. Khu này là tìm hết à? Vâng. Sao bây giờ thì hy vọng là đến hai anh em đến nhà thì sẽ gặp bé Hữu ở nhà. Đêm đi thì rất là sợ, chó rất là nguy hiểm. Nhà chú trên này thì hỏi rồi à? Đây có dép của ai này? Không phải dép của bé Hữu không? Dép không ạ. Không à? Được. Bé Hiếu có loại dép này không? Đúng không? Không à? Có khi là bé Hiếu lên trên nhà bác trên không? Kia. Lúc đấy bác cũng đi tìm. À, bác cũng là đi tìm hộ à? Vâng. Bây giờ đi vào nhà xem là gặp bé Hiếu chưa? Vâng. Quân này chắc là vừa rồi chạy nhiều quá nên là toát hết cả mồ hôi rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì mấy anh em cũng đã đến nhà rồi cô bác ạ. Ôi, có vẻ nghe thấy giọng bé Hiếu nhà rồi. Đây, dép bé Hiếu đây à? Dép bà đây đúng không? Này, vô khai mạng thế này. Ôi Hiếu. Anh tầm đâu rồi? Tối. Này. Nghe là bà đúng là đi tìm đến bây giờ thấy chắc là bé Hiếu đang đói rồi. Nàng Long, Hiếu, Nàng Long, biếm như không? Nàng Long biếm như này. Nàng Long. Ô bố bàn đẩy. Bây giờ cho bé Hiếu ăn một chút đã, rồi thì cho cháu được xé hỏi sau. Để về vén tóc của em một tí, Quân. Hỏi bà xem là tìm thấy bé Hiếu ở đâu. Hiếu, hôm nay đi đâu ấy, hả? Hỏi bà. Hả? Đi tận đâu chơi? Không. Ăn cơm nó không? Ăn cơm không à? Vâng ạ. Chan với gì á? Chan với nước canh à? Canh à? Vâng. Canh này canh từ trưa à? Vâng ạ.
quần này bón cho em ăn đã. Mẹ bé Hiếu thì chắc là chơi ở đâu, cô bác chơi ở nhà nào. Bây giờ thì cháu Đức sẽ hỏi bà xem là bà tìm mẹ bé Hiếu ở đâu. Bà mới tới đây xả mê tí Hiếu à phò bà nào. Biết nắng tương phân đi. Nắng tương phân á? Ừ, nắng tương phân đi. Dù tiết đâu phò? Thì xa bấy chú. Tương phân đi, tương phân đi bà. Tại vì dính tay vào đây bấy xa. Thế nắng đi chú xả mê. Nó mụn, cả này cũng đang bị xả nó cũng á kìa. Ừ, cũng có bị xả. Ông thì hiện tại là có đi xa chú thì ma mới tuần lưu bài nổ đi đón thầy xuống đây nổ. Ông thì hiện tại là chưa thấy về nhà đâu cô bác, chắc là vẫn đang đi tìm bé Hiếu. Tại vì là ông là không có điện thoại. Ông thì bà thì mỗi lần đi là cầm theo đèn pin này, cả ông với bà nữa, mỗi người là có một cái đèn pin là như vậy cô bác. Thế nói thôi đấy chính ngay à, ngay thôi đấy chính là hay xuống đây. Đấy, bà thì bảo là từ sáng là bé Hiếu đi học về cô bác, đi học về thì đi theo bạn ấy, đi theo bạn chắc là đi vào nhà bạn chơi. Đi, nó này phò bị đón thì Hiếu lên, đón thì Hiếu là lái đi tập từng phần đi, mà dân là tức quản là sao? Ừ, lái từng phần mà này sẽ sao bố mẹ. Bà thì bà cho Đức vừa hỏi rằng là lúc mà đi đón ấy các bác, đi đến trường nhưng mà nghĩ rằng là cùng mà các chị hay là các anh ở gần nhà này về, nhưng mà về đến nhà thì không thấy đâu. Thành ra là về đến nhà thì không thấy đâu, nghĩ là đang ở nhà hàng xóm để chơi, nhưng mà đến tối thì vẫn chưa thấy về. Thế xong là cả gia đình mới đi tìm. Quân thì gặp em thì có thấy mừng không? Em có. Có à? Ờ. Bà lê chào mẹ thầm mô lão. Bất cổ. Gái ca mẹ chơi lãn đồng hô. Bà vừa nói rằng là nếu mà không tìm thấy bé Hiếu ấy, đi ra ngoài đấy, không ai là cháu ruột của mình, cho nên là rất là xót. Bé Hiếu thì có vẻ như là rất là ngang của bác ạ. Ăn được một bát đấy, chắc là đói lắm rồi nhỉ? À. Hiếu, lần sau đừng đi theo bạn nhé. Nhá. Nói dạ đi, nói dạ đi. Dạ. Đấy. Lần sau thì ở trường là đợi bà nhá. Không được đi theo bạn là đi về nhà đâu nhá. Vâng ạ. Đấy, Quân thì ở nhà là phải dạy dỗ thêm em nhá. Vâng. Bảo là lên lớp ấy, lúc mà nghỉ học ấy thì đừng đi theo ai, ở trường là đợi bà để đón đó. Vâng. Đấy, có thể là hôm nay bà đi đón đấy cô bác, thành ra là chế giờ một chút. Chế giờ một chút tại vì là cái cung đường của bà đi thì đi rất là xa. Buổi sáng thì dậy từ 5 giờ để đưa bé Hiếu đi học ấy. Bé Hiếu thì năm nay vừa mới đi học lại được chắc được tầm được 3 tháng rồi Quân nhỉ. À. Bạn mà thằng Dân đưa đến lấy phò bà nào. Thế mà thằng Sở Yếu. Mà thằng Sở Yếu chứ. Ừ chứ. Cái chú khâu có bởi đây chín chú cáo buồn. Đây là vừa đến nhà một lúc thôi cô bác ạ. Là chưa ăn cơm, thành ra là bà mới đi lấy cơm về để mà bón. Bây giờ thì Quân là cũng lại chuẩn bị đi nấu cơm cùng với ông bà ăn cơm rồi nhỉ. Mai thì bé Hiếu còn đi học không? Hiếu mai còn đi học không? Hả? Đi học. Đi học à? Thế thì bây giờ khoanh tay chào ông bà đi. Chào rồi, lần sau thì phải đợi bà đi đón thì mới được về nhá. Đợi anh Quân đi đón thì mới được về nhá. Không được đi theo ai nhá. Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ chưa? Nhớ. Đúng. Nhớ. Rồi. Quân thì lúc mà về nhìn thấy bé Hiếu thì cảm xúc là như nào? Em rất vui ạ. Rất vui à? Có mừng không? Em có. Em chỉ sợ không tìm thấy thôi. Sợ là không tìm thấy bé Hiếu à? Vâng ạ. Nếu mà đêm nay mà vừa rồi bà mà không đi tìm thấy nữa thì chắc có khi là cả đêm anh em là phải đi tìm tiếp với cô bác. Chỉ sợ rằng là bé Hiếu là bị mẹ đón đi hay là đi đâu thôi. Nếu mà mẹ đón đi thì chắc chắn là mẹ sẽ không cho về nữa.
Quân thì mặc dù là cùng bé Hiếu, hai anh em là cùng cha khác mẹ, nhưng mà rất là thương yêu bé Hiếu, dành hết những cái tình cảm cho bé Hiếu hết cả. Thế hôm nay thì khi mà về đến nhà thì cũng rất là vui mừng rồi. Bây giờ thì chắc là Cháu Lực cũng sẽ lại đi về nhà là tiếp tục ăn cơm đó các bác. Địa điểm hiện tại thì rất là đói rồi. Bây giờ thì hiện tại là 9 giờ 10 giờ rồi. Đấy, ông thì bây giờ vẫn còn đang đi tìm đấy. Xem một tí nữa thì anh đi lên đường trên kia xem là ông ở nhà, ông ở trên được kia không. Nếu mà ông ở trên kia thì anh sẽ dặn ông bảo là ở nhà đã tìm thấy bé Hiếu rồi. Thì ông là đi về thôi. Thì ông thì vừa rồi đi thì cầm theo đèn pin mà. Vâng. Đèn pin to không? To, cũng như của bà thôi ạ. Như của bà. Vâng. Mặc áo khoác về cho nó ấm ấm một chút nhá. Vâng. Đấy, còn bây giờ thước phim này thì cũng khá là dài với của bác. Cho là Cháu Lực cũng sẽ xin được dừng ghi hình lại đây thôi. Đấy, cảm ơn tất cả quý ông bà đã theo dõi hết video. Và cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân. Con chào quý ông bà và chị. Con chào quý ông bà chị. Con kính chào. Con kính chào tạm biệt. Các ông bà. Ông bà. Rồi. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà và chú anh chị ạ. Rồi. Bây giờ chắc là Cháu Lực cũng sẽ di chuyển và đi về nhà đó cô bác. Buổi đêm thì ở trong nhà của Quân thì phải nói là khá là khác lạ với so ban ngày luôn. Đây vào trong nhà thì Cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi. Chỗ ngủ Quân này thì chỗ này thì có đêm ngủ có rét không? Có. Đấy thì chắc là hôm nào là anh mua bạt lên để mà quay cho tạm nó đây đấy nhá. Vâng. Còn là chỗ của bà này thì chắc là quay đằng sau nhá. Ở đằng trước thì không có quay được cô bác. Đấy, ra bên này thì cũng được những cái thùng quà của các bác gửi cho các em cả thôi. Đấy, ở trên này thì còn là phủ những cái tấm bạt này, những cái tấm chiếu này để mà che gió, để mà che mưa. Đấy, ở đây thì gọi là hình thức mà để làm mà che một chút thôi, nhưng mà nếu mà để vào những cơn mưa thì nó vẫn dồn được vào, tại vì nhà của Quân thì khá là nhiều, khá là hở, khá là nhiều. Đấy, ở đây thì còn chưa được hoàn thiện đâu, còn là những cái tấm poro mà chắn ngang thôi. Đấy, ở bên này thì có những cái tấm cô bác này đá rất là mọt rồi. Đấy, có những vết con mọt lên khá là lớn. Ở đây thì hầu như là nếu mà như chỗ này của bác này, nếu mà mình động mạnh cái là nó sẽ bị rơi ra. Đấy, Cháu Lực cũng nhìn thấy là trên này được buộc những cái tấm nặt mà bằng che hết cả. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và xin hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị.